video hồ chật đài nè bà con bay ảnh đĩa bà bánh trác hai trong vài kỳ tiệt nú từ ban mà hà chốn cho chia sầm đồ thà tạo bất rứ sầm đài alo đây cho mày đây khó ai hồ hướng cái tiết khó ai khó ai khó ai mà hà chốn lưu bản ánh sẵn cùng Facebook nơi thằng ngày nít ban sầm đài ca hồ chật cầm rật ISO trong buôn video muối đã miên trong đoàn trường thà bất chia cầm buôn nụ mến luôn ai bạc bánh trác lời hỏi nơi rốt trong vài kỳ tiệt video clip 25 vị địa tí để trở bàn bằng hot đôi kênh này Facebook mua cho một thà sinh lý đại miết dạng về tay mùi mong của nó miền nhạc chỗ mới chất cần là liền nhé đại thị trán bàn comment mention page robot nó cả là thà nó có 3 đi thần nịp nụ phính đảm bây ai bán đấng nâng chắc về thiên cao bằng toán lơ bỏ rốt đại bác con bây ảnh đĩa đại miền trở ra con cách nông video này. Tam đại dạng video này đã được bàn trai trai để khai chỉ đọc Ram Khai Sài Hà bằng hành thá Ti tăng cả hát nơi tam bẩn đôi một hai vị thấy bàn đồ đấm sân cắt thần lý bà sát khăn trong cả môn nơi bị mốc bị miết bàm phí mẹ gà vấn tay mặc đọc về ní mà hạ chùn mùi chùm nuốn nơi tay mình toàn đấng chụp bạc thá ta ở hạt cá nơi nông video khẳng lửa ní chỉ rừng bất rứ chia ca sầm tay nơi lái nụ tì chó ta luộc nét dưới dàng nạ đáy cũng rung là ồ, chmop nơi mình đưa sổ cọp hiếp có chỉ vẹn tổ tu ban cả cao xa xa bì mà hạ chốn bù rướng mùi nì. Mà hạ chốn loàn mọt thá, nì cứ chia sầm nàng mùi nông chùm náu mùi liên sầm nàng chùm bù hạt ca sạch trầy chư bù sầm ra cô mùi rút bàn chù bà tiên hành hạt ca mà nức sầm nàng đó bốn tay cài một, tiền mà đáy, tiền cốn bàn sầm ra đôi sầm bạch tập hiếp bù tài kịch kịch khom bền bái nâng sầng cửa toàn phêl Pi xâm nạc nẹ cựu bệt chmop mùi rụt. Cả rần ấy sẽ trầy chlong tình lý lưu tục ní trở bàn bảo phúc bên chạy thà. Sẽ thật nơi không có chi viễn sẽ lọc ai phân núm khát bà đồng bốn. Đói miết sẽ trầy kỳ kỳ rõ mà nẹ bàn chư bước chlong tình lý. Hỏi trở bàn krom kuru xa bình chun tam tục xa mạch nơi nông cổ đại mộc xâm ra cốn nơi mình đô sọc hiếp có chi viễn. Vấn tài, đời xa tay nơi tam plơi chụp bành hà sẽ còn pháo khlang phết. Tớp bánh đà là ai sẽ trải rụp ní, một xâm ra cố nơi một đầu sổ cập hiếp mình tớ vấn, hỏi có chư buộc cao bẹt cần đạp lưu, lưu tú, lưu tất tay mà đồ. À với đại thư, ai nhận lý mà đại sân cung tú ca cao xa xa nú, cứ bốc cân lực về chứ mốp nơi một đầu sổ cập hiếp có chi vẹn mùi rụp. Đại trái bán kia sổ thá nẹ cừu khổ pháy, đại bán bằng hành phiếp chia cùng mùi rụp, nông niêm chìa cừu bẹt mùi rụp, và càng chốp nơi cừm sẽ là thoa với chi vẹn. กราวปิบานขนาดไหนปราณในสมัติเพียบจำแนกจำเนียนจิตชมอบหนึ่งเพียบคลาหันเตยช่วยสำราโกนสตรีขังเลือดดอนเลือดตุกกันดาตักตายมาดองตุกใบเชี่ยมันเมียนอปกรสมเพรียกรุกร้อนอย่างน่ากอดดอยประพบดามได้บังฮอดดอยกันเนี่ยในเฟซบุ๊กชมุทาเฮนทีดาบานเรียบรอบย่างดุชเนธาพอลวิบะสำหรับสตรีชื่อปัวสำราโกนในตนเลเปดอร์ดังภาษาสเต็กกับพลอกมาดองมาดองเวทเนียนาสตรีสำราโกนตามเพลย์ปรุสเต็กคลังเปย์เติมมันดองมันดกสกปรีบบกกระลึกมอบเนยมันโดสกปรีบก็ชีเวียงช่วยสำราโกนเนื้อตุกสมัดจูนสตรีบ้านจุกจีโดยสาแต่กระตาเรียงสเต็กในกับพลอกมองสำราโกนเนยมันโดสกปรีบมันตะวันส้มอันุกรัวจมปูไอสันทานปมบานเปะโดยสาแต่เมียนกาประยับประยาปีกราวปีคืนการบ่งหอนี้ประชีพประวัติจิจารบางโจเตอร์บันเจนมาเตยโยบอลได้สำแดงได้อันนึกอาโซแต่ดอมาได้ก้นแต่งปีขังเลือได้บานชุนโป้ปุเกอเมียนสกปรกอสำนางละอหนึ่งจีปิเซ
មហាជនបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យឈ្មោះខូផៃដោយប្រើពាក្យពេចន៍ល្អៗយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកគ្រូធ្វើបានល្អណាស់ការងារពោពេញដោយអត្តន័យនិងកិត្តិយសទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យប្រកបដោយមនុស្សធម៌គួរឲ្យគោរពនិងឲ្យតម្លៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាជនដែលបានឃើញរឿងនេះក៏បានសំណូមពរទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសអៃដាំអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍កាយអូសវែកកំផ្លោកទាំងអស់នេះចេញពីផ្លូវទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរផងព្រោះថាមិនមែនមានតែករណីស្ត្រីឈឺពោះមកសម្រាប់កូនមិនទាន់នោះទេគឺកំផ្លោកទាំងនេះតែងតែបង្កការលំបាកខ្លាំងដល់ការធ្វើដំណើរទៅណាមកណារបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះជាមួយគ្នានេះដែរពួកគាត់ក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលដាក់សម្រាប់កំផ្លោកយកត្រីតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងបាត់ដំបងទាំងអស់សូមមេត្តាពិចារណាមើលផងក្រោយពីដាក់សម្រាប់កំផ្លោកបានត្រីយកទៅលក់បានលុយខ្លួនឯងហើយគួរតែបាកំផ្លោកដាក់លើច្រាំងឲ្យអស់ទៅមិនគួរតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីផលលំបាកនឹងនាំទុកដល់អ្នកដតីបែបនេះទេពីខ្ញុំបាទណារ៉ានៃអង្គភាពសាព័ត៌មាន Swift News និង Best TV អ្នកបើកសាឡាងឃើញស្ត្រីម្នាក់មានកូនឈឺត្រូវចូលពេទ្យមិនបង្អង់យូរនោះទេបានធ្វើដំណើរចេញភ្លាមដោយមិនរង់ចាំភ្ញៀវជិះពេញសាឡាងឡើយមហាជនផ្ទុកកកសសារនៅសណ្ដានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់កំពង់ចម្លងទុកដបភ្នំពេញអរិយស័តដែលមានទឹកចិត្តយោគយល់ដល់ពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងសាឡាងក្នុងគ្រាបន្ទាន់ឬមានបញ្ហាសុខភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាមានស្ត្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូអាសង្ករេអង្គុយពីក្រោយកូនដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពជួសារោមជាប់នៅនឹងដៃគ្រាន់តែឃើញនៅស្ថានភាពបែបនេះអ្នកបើកបរសាឡាងរួមនឹងក្រុមការងារទៅនោះមិនបង្អង់យូរនោះទេបានបើកសាឡាងឆ្លងត្រើយមកខាងទៀតភ្លាមៗតែម្ដងដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលកំពុងតែមានកូនឈឺប្រញាប់បានយកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាយ៉ាងណាមិញមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមដែលបានឃើញនៅសកម្មភាពមួយនេះហើយក៏បាននាំគ្នាចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើការកោតសរសើរដល់អ្នកបើកសាឡាងនិងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់មិនដាច់ពីមាត់នោះទេចំពោះទង្វើដ៏ល្អប្រពៃនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងនាមខ្មែរជួយខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងចែករំលែកថានេះមិនមែនជាករណីទីមួយនោះទេឲ្យតែមានអ្នកដំណើរដែលមានបញ្ហាបន្ទាន់ឬមានអ្នកជំងឺគឺជាកូកាសរបស់ម្ចាស់សាឡាងត្រូវតែចេញដំណើរភ្លាមៗមិនឲ្យរងចាំតតែមានភ្ញៀវជិះពេញនោះទេទង្វើនេះបានសបញ្ជាក់ថាទោះបីជានេះគឺជាអាជីវកម្មឯកជនបម្រើសេវាកម្មរកប្រាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌ជាដាច់ខាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាសន្តានចិត្តដ៏ល្អនិងទង្វើដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរនិងបន្តលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាខ្មែរឬជាតិសាសន៍ណានោះទេអ្នកខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក